Biết được rằng sản phẩm của chúng tôi có tác dụng chính là nền tảng cho những gì chúng tôi làm. Và trong triết lý phát triển sản phẩm, đây chính là điều mà tính hiệu quả đại diện. Ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu phát triển một sản phẩm, trước tiên chúng tôi phải biết rằng nó sẽ làm được những điều chúng tôi kỳ vọng. Là những chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia thực phẩm, một phần cốt lõi trong vai trò của chúng tôi là cung cấp những chỉ dẫn được minh chứng. Ngày nay, mọi người đều có ý kiến riêng và do tốc độ chia sẻ thông tin trực tuyến rất nhanh chóng, thật không may là những thông tin sai lệch cũng sẽ dễ dàng được phát tán. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phân định được những nguồn thông tin có thể tin tưởng được. Mọi người đều muốn được yên tâm và họ cần biết các nguồn tin cậy để lấy thông tin. Tôi không thể đồng ý hơn. Ở Caroline, cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng. Vâng, tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng, làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như dinh dưỡng thể thao, giảm cân, trẻ em, lão hóa khỏe mạnh và hơn thế nữa. Ngay cả trước khi trở thành một chuyên gia dinh dưỡng, tôi đã luôn tò mò về vai trò của chế độ ăn uống đối với cơ thể chúng ta. Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng việc lựa chọn thực phẩm có thể ảnh hưởng nhiều như thế nào đến sức khỏe toàn diện của chúng ta. Sophie, bạn vừa mới tham gia cùng chúng tôi trong năm nay, lý do nào khiến bạn chọn Oriflame vậy? Oriflame là một cơ hội tuyệt vời cho tôi vì tôi luôn muốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông và phát triển sản phẩm. Thông thường, là một chuyên gia dinh dưỡng, bạn sẽ làm việc trong một vai trò đối diện với bệnh nhân trong một bối cảnh điều trị y tế. Những kỹ năng như sự đồng cảm, biết lắng nghe và giao tiếp là rất quan trọng. Và mặc dù bây giờ tôi không phải đối mặt với bệnh nhân, nhưng tôi thấy rằng những kỹ năng đó là vô cùng quý giá trong công việc hàng ngày. Khi tôi nghiên cứu các thành phần, hoặc cố gắng tìm cách tốt nhất để truyền đạt về sản phẩm của chúng ta. Hiểu được quan điểm của người dùng luôn là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Và vai trò của tôi tại đây giúp dung hòa được niềm đam mê của mình về khoa học dinh dưỡng với sự sáng tạo trong cách diễn đạt về sản phẩm của chúng ta một cách tốt nhất. Điều quan trọng nhất là mọi thành phần chúng ta chọn lựa đều mang lại những lợi ích đã được chứng minh. Vì vậy, mọi thành phần trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Oriflame đều được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học sâu rộng và được rút ra từ những hiểu biết mới nhất. Những gì chúng ta quyết định không cho vào công thức của mình cũng quan trọng không kém những gì chúng ta chọn. Đúng như thế, và đối với mỗi thành phần mới mà chúng ta đang xem xét để đưa vào, chúng ta sẽ dành vô số thời gian để nghiên cứu mức độ minh chứng mà nó có được. Nếu thành phần đó thực sự hiệu quả, nhưng cuối cùng vẫn không có được bằng chứng rõ ràng, chúng ta vẫn sẽ không chọn. Và đó là lý do tại sao chúng ta có hội đồng dinh dưỡng Oriflame là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Một trong những chức năng chính của hội đồng dinh dưỡng là vai trò như một tọa đàm, nơi các chuyên gia thực phẩm và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của chúng ta thảo luận, thách thức và khám phá sự phát triển khoa học tân tiến nhất đằng sau những thành phần chúng ta chọn.